Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị cùng điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tấn công cầu Crimea, Ukraine muốn chứng minh sức mạnh trước Nga. Ukraine đối mặt với một mùa đông ác mộng chưa từng có khi Nga âm thầm tích lũy tên lửa. Nga hủy sáng kiến Biển Đen, Ukraine mất nửa tỷ USD mỗi tháng. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Theo Sputnik, Vụ tấn công cầu Crimean là hành động giúp Ukraina lấy hình ảnh sau một loạt các thất bại trong chiến dịch phản công ở vùng Donbas. Tấn công cầu Crimean, Ukraina muốn chứng minh sức mạnh trước Nga. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, cầu Crimean là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng các phương tiện mặt nước không người lái của Ukraina vào rạng sáng ngày 17 tháng 7. Vụ việc dẫn đến hư hại nghiêm trọng hai dầm cầu đường bộ, khiến giao thông từ lục địa Nga đến bán đảo Crimean bị gián đoạn. Còn theo Bộ Ngoại giao Nga, vụ tấn công cầu Crimea do chính quyền Kiev thực hiện và được các lực lượng đặc biệt Mỹ-Anh đứng sau hỗ trợ. Trong khi đó, truyền thông Ukraine dẫn các nguồn cho biết vụ tấn công là một chiến dịch đặc biệt do cơ quan an ninh Ukraine và hải quân nước này phối hợp thực hiện. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thừa nhận ép đứng đằng sau vụ đánh bom xe tải vào cầu Kerem vào hồi tháng 10 năm 2022. Trả lời phỏng vấn về mục tiêu của Ukraine khi thực hiện cuộc tấn công cầu Kerem vào thời điểm hiện tại, chuyên gia quân sự Anatoly Mavichuk nhận định Kiev có thể muốn lấy lại hình ảnh và tạo ra tiếng vang truyền thông trong bối cảnh chiến dịch phản công không đạt được các mục tiêu họ đề ra, cũng như hội nghị thượng đỉnh NATO không mấy thành công ở Latvia vừa qua. Ông Mavichuk nói thêm, những nỗ lực trên của Kiev nhằm chứng tỏ cho các đồng minh thấy họ có khả năng và đang nỗ lực để đánh bại Nga. Chuyên gia này cũng cảnh báo rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Chuyên gia Nga cũng phân tích rằng, dựa vào các phương tiện được Ukraine sử dụng để tấn công cầu Crimea, có thể đây là phương tiện không người lái của Mỹ hoặc Anh. Chiến dịch này nhiều khả năng được lên kế hoạch bởi các lực lượng đặc nhiệm phương Tây. Ông Chúc chỉ ra rằng, để một phương tiện không người lái muốn thực hiện vụ tấn công có khoảng cách xa như vậy, cần đến các hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu trên không. Trong khi đó, Ukraine lại không được trang bị các hệ thống tác chiến như vậy. Nhận xét về phương tiện mặt nước không người lái, USV được Ukraine sử dụng để tấn công qua cầu Crimea. Chuyên gia Mavichuk phân tích, đây là phương tiện mặt nước cỡ nhỏ được thiết kế để mang theo ít nhất 200 kg thuốc nổ tấn công các mục tiêu trên biển. USV có thể được lập trình sẵn sàng về mục tiêu hoặc điều khiển từ xa. USV có đặc điểm là tốc độ di chuyển nhanh, kích thước nhỏ nên rất khó bị phát hiện bằng trinh sát điện tử và chỉ có thể được phát hiện bằng mắt thường, bằng cách quan sát trực tiếp. Tôi nghĩ những chiếc USV này có thể đã được triển khai từ các tàu chở ngũ cốc trên biển, sau đó tự di chuyển đến eo biển Cách, thực hiện vụ tấn công. Chuyên gia Mavichuk phân tích, Ông Mavichuk cũng nhắc lại việc USV của Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến của Nga hoạt động xung quanh cảng Sevastopol. Ukraine đối mặt với một mùa đông ác mộng chưa từng có khi Nga âm thầm tích lũy tên lửa. Chuyên gia quân sự Roman Vitan tuyên bố, Nga gần đây tích cực tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine, cho thấy họ có thể đang tích lũy tên lửa để oanh tạc quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, bắt đầu từ mùa thu. Theo đó, Kiev cần sẵn sàng để đối mặt với một mùa đông ác mộng chưa từng có. Nga bị cáo buộc đã tấn công 217 cơ sở năng lượng ở Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, gây thiệt hại lớn cho hệ thống năng lượng của nước này sẽ không thể khôi phục toàn bộ công suất của hệ thống năng lượng trước khi mùa đông bắt đầu, và Ukraine được cảnh báo để sẵn sàng một mùa đông tồi tệ chưa từng có. Theo Dmytro Sakharov, giám đốc điều hành của Công ty Năng lượng Thương mại lớn nhất Ukraine DTEK, người Ukraine nên chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn chưa từng thấy, trong khi công ty tiếp tục sửa chữa các cơ sở bị hư hại hoặc bị phá hủy bởi vụ đánh bom của Nga công ty sẽ không thể khôi phục toàn bộ công suất vào mùa đông. Các điều kiện bắt đầu mùa đông năm nay ở Ukraine sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm ngoái. Ông Sakharov nói, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Oleksandr Khachenko nói rằng, ngành năng lượng có thể khôi phục lưới điện cao áp ở mức tối đa 30-40% so với trạng thái bình thường ông cũng gợi ý rằng người ukraina nên sẵn sàng cho một mùa đông khó khăn chưa từng có đồng thời các chuyên gia về thị trường năng lượng cũng cho rằng rất có thể nga đã chuyển sang chế độ dự trữ tên lửa để tiếp tục các cuộc tấn công lớn vào hệ thống năng lượng của ukraina vào mùa thu Bộ trưởng Năng lượng Đức Herman Galuchenko cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, các cuộc pháo kích của Nga đã ảnh hưởng đến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine. Theo ông Galuchenko, cho đến nay đã xác minh được 271 vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, trong đó có những cơ sở bị phá hủy hoàn toàn, không thể phục hồi. Bộ trưởng Đức cho biết thêm rằng Ukraine hiện đang trải qua chiến dịch sửa chữa quy mô lớn nhất trong lịch sử của họ vì cần phải khôi phục hệ thống năng lượng càng nhiều càng tốt vào đầu mùa nóng. Ông trích dẫn số liệu của Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại của ngành năng lượng Ukraine là 11 tỷ USD Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này không phải là con số cuối cùng, vì các cuộc pháo kích vẫn đang tiếp tục và tổng thiệt hại đã vượt qua con số này. Ông Galuchenko tuyên bố. Trong khi đó, các chuyên gia năng lượng tin rằng Ukraine sẽ không thể sửa chữa tất cả các cơ sở điện bị hư hỏng vào đầu mùa nóng. Ông Sakharuk nói rằng DTEK đang tiến hành sửa chữa theo lịch trình và khôi phục các tổ máy của nhà máy nhiệt điện bị hư hỏng. Theo ông, công việc hiện tại đã được tiến hành trong 5 tháng qua với 7 dãy nhà đã được sửa chữa và số dãy nhà tương đương đang trong quá trình sửa chữa. Ông lưu ý rằng công ty có kế hoạch sửa chữa 27 tổ máy của nhà máy nhiệt điện vào năm 2023. Công ty cũng cần khôi phục 1,4 gigawatt công suất phát điện. Serhiy Makogon, cựu tổng giám đốc công ty vận hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine nhấn mạnh, mùa đông vừa qua cho thấy lỗ hổng chính của hệ thống năng lượng Ukraine bắt nguồn từ bản chất tập trung của nó. Theo đó, thiệt hại đối với bất kỳ cơ sở quan trọng nào trong hệ thống năng lượng của đất nước, 12 nhà máy nhiệt điện và một số trạm biến áp lớn tương tự cũng sẽ dẫn đến mất điện nghiêm trọng trên toàn quốc. Ông nói nhiệm vụ bây giờ không chỉ là khôi phục và bảo vệ các cơ sở, nhà máy này mà còn cần phải tích cực phát triển năng lượng phi tập trung. Bộ trưởng Năng lượng Galuchenko nói rằng Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục hứng các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng trong mùa đông tới. Chuyên gia quân sự Roman Vitan phân tích rằng Nga gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Điều này có thể có nghĩa là Nga đang chuyển sang chế độ tích lũy tên lửa để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine bắt đầu từ mùa thu, và Kiev nên chuẩn bị cho điều này. Chuyên gia quân sự Alexander Kovalenko không loại trừ một kịch bản như vậy. Theo ông, kể từ ngày 24 tháng 6, Nga đã không sử dụng tên lửa phóng từ máy bay để tấn công lãnh thổ Ukraine. Ông lưu ý rằng Nga sản xuất khoảng 35 tên lửa KH-101 và KH-555 mỗi tháng và cho rằng Nga đang tích lũy để sử dụng chúng vào mùa thu. Nga hủy sáng kiến Biển Đen, Ukraine mất nửa tỷ USD mỗi tháng. Theo chuyên gia, việc Nga rút khỏi sáng kiến Biển Đen khiến Ukraine không thể xuất khẩu ngũ cốc, thiệt hại 500 triệu USD mỗi tháng. Báo chí Nga đưa ra hàng loạt thông tin về thiệt hại của châu Âu khi từ bỏ khí đốt Nga, cũng như việc thiệt hại của Ukraine khi Nga rút khỏi sáng kiến Biển Đen. Bài viết trên tờ Người đưa tin của Nga cho biết, trong cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu dẫn tới giá khí đốt tăng cao, các nước EU đã chi hơn 1,12 nghìn tỷ đô la cho khí đốt tự nhiên, chủ yếu là khí thiên nhiên hóa lỏng LNG từ Mỹ. Dự báo đến giữa thập kỷ này, số tiền mua LNG sẽ tăng thêm 600 tỷ USD và các nước EU đã phải trả thêm hơn 1.000 tỷ USD cho việc từ chối khí tự nhiên cung cấp theo các tuyến đường ống của Nga sang châu Âu. Theo nguồn tin từ Energy Flux, chi tiêu khí đốt của châu Âu do từ bỏ khí tự nhiên vận chuyển qua đường ống rẻ tiền của Nga để chuyển sang nhiên liệu hóa lỏng từ Hoa Kỳ và Vịnh Ba Tư sẽ vượt quá GDP của Saudi Arabia và gấp 4 lần tổng tài sản của các công ty năng lượng ExxonMobil, Chevron và Shell với tổng số tiền lên tới 260 tỷ đô la, trong khi đó theo cơ quan năng lượng quốc tế IEA chỉ có 154 tỷ USD được đầu tư vào năng lượng xanh vào năm 2022 trong khi dự báo để khôi phục nền kinh tế của Ukraine ước tính cần khoảng 411 tỷ đô la. Đồng thời, người dân các nước châu Âu không trực tiếp cảm thấy gánh nặng của cuộc khủng hoảng năng lượng, vì phần lớn chi phí đều do chính phủ các nước EU gánh chịu. Sự ảnh hưởng của nó chỉ được thể hiện ở việc cắt giảm các nguồn chi phí khác, nhưng điều đó người dân không thể nhìn thấy. Vì vậy, kể từ tháng 9 năm 2021, khoảng 758 tỷ euro đã được chính phủ các nước phân bổ để bảo vệ người tiêu dùng khỏi tình trạng thiếu năng lượng. Cùng với điều này, chính sách thiển cận của Bruxelles đã dẫn đến thâm hụt thương mại toàn châu Âu là 432 tỷ euro vào năm ngoái. Các ngành công nghiệp tiêu thụ điện lớn ở châu Âu đang rơi vào khủng hoảng sâu sắc. Vì lý do này, chỉ có vỏn vẹn 10 tỷ đô la được phân bổ để phát triển khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu. Trong một động thái có liên quan, các chuyên gia kinh tế cho biết rằng, ngân sách Ukraine sẽ thất thu khoảng nửa tỷ USD mỗi tháng từ việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, còn gọi là sáng kiến biển đen. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, cũng như Bộ Nông nghiệp và Hải quan Ukraine. Điện Kremlin đã tuyên bố rút khỏi sáng kiến biển đen do các quyền lợi của Nga không được đảm bảo. Từ nay cho đến khi Nga nối lại các hoạt động trong thỏa thuận ngũ cốc, ngân sách Ukraine sẽ thất thu khoảng 500 triệu USD mỗi tháng thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại